Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Kim Do jo Jong, người có thể kế nhiệm Kim Jong Un là ai? Trong tất cả các thành viên gia đình có thể thay thế nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, em gái ông dường như là sự lựa chọn rõ ràng nhất. Kim Do jo Jong mới hơn 30 tuổi đã ở cạnh anh trai của mình trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngồi sau phó tổng thống Mỹ Max Pence khi đại diện cho Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông năm 2018 và trở thành thành viên trực hệ đầu tiên của gia đình họ Kim đến thăm Seoul, nơi cô gửi một thông điệp riêng, một thư riêng của anh trai mời tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới dự một hội nghị thượng đỉnh Trở ngại tiềm tàng lớn nhất là việc cô là một phụ nữ trong một xã hội bị đàn ông kiểm soát chặt chẽ, trong khi nhiều người theo dõi triều Tiên nói rằng huyết thống quan trọng hơn giới tính, những người khác lại nghi ngờ về điều đó. Vai trò của Jo Jong có thể sẽ chỉ đôi chỉ tối đa là một đại thần nhiếp chính do chế độ gia trưởng phong kiến của triều Tiên. Theo lời của Ju ho chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Hàn Quốc và trước đây là cố vấn cho Bộ thống nhất và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Không chỉ tầng lớp lãnh đạo do đàn ông thống trị mà cả những người dân bình thường cũng sẽ bị chống lại một nhà lãnh đạo nữ. Câu hỏi liệu Kim Jo-jong có trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Triều Tiên hay không đột nhiên trở thành mối quan tâm chủ chốt khi các nghi ngờ về sức khỏe của anh trai cô tăng lên. Kim Jong-un đã không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước trong hai tuần qua làm xuất hiện một loạt các báo cáo cho rằng ông có thể đang bị đau nặng. Một người đào tị khác của Triều Tiên thì lại nói rằng ông đang trốn dịch virus Vũ Hán chứ ông không hề có bệnh tật gì. Nhưng theo một số nguồn tin đáng tin cậy khác của một số tờ báo lớn trên thế giới thì ông đã bị mổ bệnh tim và rất nguy kịch đến tính mạng. Triều đại họ Kim đã cai trị Triều Tiên trong ba thế hệ kể từ khi được thành lập sau Thế chiến thứ hai, khi Liên Xô và Hoa Kỳ chia nhau quyền kiểm soát bán đảo Triều Tiên. Trong thời gian đó, họ đã xây dựng một trong những chế độ sùng bái cá nhân mạnh nhất thế giới, tuyên bố tính chính danh cho một chế độ độc tài dựa vào thuyết hệ huyết thống được cho là xuất phát từ ngọn núi Thiêng tu gần biên giới với Trung Quốc. Khi Kim Jong-un lên nắm quyền sau cái chết của cha mình năm 2011, câu hỏi lớn là liệu một nhà lãnh đạo ở độ tuổi 20 có thể cai trị được một quốc gia luôn coi trọng, thâm niên hay không? Ông ta sớm khẳng định quyền lực của mình đối với các tướng lĩnh lớn tuổi và loại bỏ các đối thủ tiềm tàng. Ông đã xử tử người dượng và phó tướng của một thời của cha mình. Giang Song Thách và bị nghi ngờ đã có lệnh ám sát người anh cùng cha khác mẹ đang lưu vong của mình là Kim Jong Nam ở Malaysia. Theo nhiều cách, Kim Jong Jong người đã làm việc gần một thập niên trong bộ máy nhà nước đã được chuẩn bị tốt hơn anh mình để đảm nhận vai trò lãnh đạo hàng đầu. Cô cũng có thể gây ra một sự ngạc nhiên tương tự cho bất kỳ ai nghi ngờ khả năng điều hành đất nước của mình. Theo So Kim, một nhà phân tích chính sách tại Corp, chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến bán đạo Triều Tiên, tôi không nghĩ rằng cô ấy cần phải lo lắng về việc được thừa nhận vai trò lãnh đạo từ người dân Triều Tiên nhờ vào dòng máu gia đình của họ Kim của cô ấy. So Kim nói số phận của Triều Tiên bắt đầu và kết thúc cùng với gia đình họ Kim. Những người thừa kế nam tiềm năng khác của nhà họ Kim đều trẻ hơn hoặc ít kinh nghiệm hơn. Anh trai Kim Jong-chon không có chức danh chính thức nào và dường như thích chơi guitar hơn làm chính trị, trong khi cháu trai của Kim Hyun-son có đã tố cáo chế độ và được cho là đang sống ở nước ngoài. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Jong-un có một cậu con trai 10 tuổi nhưng không có đứa con nào ông được nhắc đến chính thức trên truyền thông nhà nước. Theo Jong Hu, cựu phó đại tá, đại sứ Triều Tiên tại London, người đã đào thoát sang Hàn Quốc, Nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng một người kế vị tiềm năng là Kim Jong-il, người con trai duy nhất còn sống của người sáng lập của Bắc Triều Tiên Kim Il sung Kim Nhật Thành. Ông đã về nước năm ngoái sau 4 thập niên làm cán bộ ngoại giao ở nước ngoài. Những người đang phục vụ Kim Jong-un đều thuộc thế hệ đầu tiên ở độ tuổi 60 đến 80, do đó họ có ít nhất khoảng cách 30 tuổi so với Jo Song trong mắt họ. Jo Song là chỉ là hàng con cháu. Thích nói, lập luận tương tự cũng được đưa ra khi Kim Jong-un lên nắm quyền, nhưng vấn đề tuổi tác không ngăn cản sự vươn lên nắm quyền kiểm soát của ông đối với các quan chức lớn tuổi. Dù thế nào đi nữa thì Kim Jo Jong vẫn là người thừa kế nổi bật nhất theo một cuốn tiểu sử về Kim Jong Un có tựa đề Người thừa kế vĩ đại của Anna Pfeiffer, cô sinh năm 1988 hoặc sinh năm 1989, từng là một cô gái mũm mĩm má phính, yêu nhảy múa và được gọi là công chúa Jo Jong bởi cha cô, cố lãnh đạo Kim Jong Il. Cô đã cùng với anh trai theo học tại một trường ở Bơn, Thụy Sĩ cho đến khoảng năm 2000 trước khi về học ở Triều Tiên. Sự xuất hiện của cô bên cạnh anh trai của mình vào lúc cha họ qua đời giúp cho công chúng Triều Tiên biết cô là một phần của dòng máu Pitu. Cô sớm có một vị trí trong ban tuyên truyền và cổ động của Đảng Lao động Triều Tiên, nơi cô chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh cho anh mình trên phương tiện truyền thông của nhà nước, một vị trí đang tương tự như vị trí của cha cô trước khi ông được chọn làm người kế vị. Cô dần dần vươn lên và trở thành một người thân tín gần gũi hơn với anh trai của mình. Đi cùng với anh trai trong các chuyến thị sát nhà máy, trang trại và các đơn vị quân đội, sau đó sự xuất hiện trên trường quốc tế bao gồm các nhiệm vụ đơn giản như giúp anh mình dập điếu thuốc đang hút dở trong một lần dừng tàu ở Trung Quốc cũng giúp củng cố vị thế của cô. Một khi Kim Jong-jo đã lên được tầm này, cô ấy không còn được coi là một người phụ nữ nữa mà là một nhà lãnh đạo thừa hưởng tính chính danh để cai trị hơn so với những người khác. Theo lời của Chun Jung-woo, cựu đặc phái viên của Hàn Quốc tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân quốc tế với Triều Tiên. Triều Tiên chắc chắn là một trong những xã hội trọng nam khinh nữ nhất thế giới, nhưng huyết thống cùng với vị thế trong đảng lao động Triều Tiên có thể giúp bù đắp cho vấn đề giới tính. Ảnh hưởng của Kim Jo Jong đã được thể hiện vào tháng trước khi cô đích thân trả lời thư của Trung đề nghị hỗ trợ chống virus Vũ Hán. Trong một tuyên bố của cơ quan thông tấn Trung Quốc Triều Tiên, cô nói rằng mối quan hệ thân thiết giữa Trung và anh trai không đủ để giải quyết sự khác biệt giữa hai kẻ thù lâu đời điều mang lại một cái nhìn thoáng qua về cách cô sẽ xử lý mối quan hệ Mỹ-Triều nếu lên nắm quyền. Chúng tôi cố gắng hy vọng vào ngày mà mối quan hệ song phương sẽ tốt đẹp như mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng cần thời gian và theo dõi thêm để biết liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không, cô nói. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ mất hoặc lãng phí thời gian cho những điều vô ích mà sẽ tiếp tục thay đổi bản thân để trở nên hùng mạnh hơn trong thời gian đó giống như cách chúng tôi đã làm trong hai năm qua. Kim Hong-gun, con trai út của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Di Jung và là người là một nghị sĩ mới đắc cử cho biết Kim Jong-ju trông có vẻ kiểm soát tình hình khi một phái đoàn từ Seoul đến thăm Bình Nhưỡng tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước hồi năm 2018. Tôi nhìn thấy từ xa tại sân bay khi chúng tôi vừa đến và tại bữa tiệc ở Bình Nhưỡng, Du jo Rong tỉ mẫn quản lý mọi thứ gần anh trai. Kim Kim Gon nói có vẻ như cô ấy là người phụ trách giám sát tại chỗ. Trên giấy tờ không có gì ngăn một phụ nữ nên lắm quyền ở Triều Tiên, mặc dù quốc hội của họ đa phần là đàn ông lớn tuổi, cho thấy đây là một trong những quốc gia ít phụ nữ làm chính trị nhất thế giới. Hiến pháp nói rằng phụ nữ có địa vị xã hội và quyền bình đẳng với nam giới. Tuy nhiên, một số nhà phân tích không nghĩ Kim jo Jong có thể kiểm soát các tướng lĩnh, những người chỉ huy chương trình vũ khí hạt nhân, điều mà nhiều người bình nhưỡng cho là thanh bảo kiếm bảo vệ họ chống lại sự thay đổi chế độ thông qua chiến tranh từ Mỹ. Ra Jong Jiu. Cựu phó giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc nói rằng nhiều khả năng đất nước này sẽ được điều hành bởi một chính quyền quân sự hơn bởi Kim jo Jong-un. Lee Bong jong chul cựu cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc về các vấn đề an ninh quốc gia hiện là giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông ở Seoul nói rằng hầu như không thể tưởng tượng được việc có một nữ lãnh đạo nữ ở Triều Tiên Ông đặt câu hỏi liệu cô ta có thể kiểm soát được các vị tướng già nếu không có ảnh hưởng từ anh trai của mình hay không và suy đoán nhiều khả năng là người chú Kim Jong Il hoặc chủ tịch đoàn chủ tịch hội nghị nhân dân tối cao là Kim Jong Hi sẽ tiếp quản vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, hệ thống sùng bái cá nhân của Triều Tiên khiến việc để một thành viên gia đình họ Kim lãnh đạo trở nên cần thiết và Kim Jo Jong đã cho thấy cô ta biết cách thực hiện quyền hành. Theo Sung Jong Lee, chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên tại trường luật và ngoại giao Fletcher tại Đại học Tufts, Massachusetts, Mỹ, những vị tướng có ảnh hưởng đều có lợi ích trong việc bảo vệ quyền lực của mình và họ hiểu rằng quyền lực đó chảy qua gia đình họ Kim. Ông nói, cô ta sẽ có thể nắm giữ quyền lực thông qua sự pha trộn giữa khủng bố và việc thăng chức cho họ cô ta biết cách kiểm soát trò chơi của mình. Những trò trả thù hèn hạ Những năm gần đây, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra tay đàn áp những người bất đồng chính kiến, những người cất tiếng nói cho sự thật, cho đời sống người dân đang ngày càng khốn khổ dưới sự cai trị của đảng Cộng sản ngày càng khốc liệt và tàn bạo. Mới đây, lợi dụng những ngày đại dịch do virus Vũ Hán gây ra trên khắp thế giới, trong khi người dân Việt Nam đang khốn đốn với những biện pháp cách ly, nghỉ việc và đối mặt với đầy dẫy những khó khăn trong đời sống hàng ngày, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiến hành những hành động chấn áp bắt bớ và xét xử một cách bất công và hết sức vô lý đối với nhiều người. Tại Nghệ An, chỉ trong mấy ngày cuối tháng 4, nhà cầm quyền Cộng sản đã tiến hành hai cuộc chấn áp đối với những người bất đồng chính kiến, Ngày 20 tháng 4 năm 2020, nhà cầm quyền Nghệ An đã tiến hành cái gọi là phiên tòa phúc thẩm đưa thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh ra gọi là xét xử trong một phiên tòa bí mật, thậm chí gia đình, vợ con không hề được vào tham dự. Tội trạng của nhà cầm quyền Nghệ An đã gán ghép cho thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh là tuyên truyền chống nhà nước, một dạng tội phạm mơ hồ và hết sức mông lung được viện dẫn từ cái gọi là luật của nhà nước Việt Nam. Qua đó, những người có quyền hành bắt bớ truy tố xét xử tha hồ suy diễn theo khả năng của mình nhằm kết tội người dân. Bất chấp những lời phản đối của nhiều tầng lớp nhân dân, bất chấp những lời kêu gọi của nhiều tổ chức quốc tế cũng như hoàn cảnh khốn khổ của người nạn nhân, tại phiên tòa này, nhà cầm quyền Nghệ An vẫn kết tội và tuyên y án 11 năm tù giam, 5 năm quản chế đối với thầy giáo này. Cũng ngày sau đó, ngày 23 tháng 4 năm 2020, nhà cầm quyền Nghệ An lại tiếp tục bắt giữ ông Trần Đức Thành cựu chiến binh quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà thơ và là một người dân tại Nghệ An. Tội trạng của ông qua báo chí nhà nước cung cấp thông tin là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân. Việc bắt bớ liên tục những người dân dám mở miệng lên điều đạo diều gì, tội trạng của họ là những tội gì? Tội trạng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gắn cho thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh là làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tuyên phạt anh 11 năm tù và 5 năm quản chế sau khi ra tù. Đó là tội gì? Trước hết, chưa cần phân tích nội dung những gì mà cái gọi là tòa án nhân dân đưa ra để kết tội thầy giáo này chỉ riêng điều luật được trích dẫn là điểm ABC khoản 1 điều 117 Bộ luật hình sự của nhà cầm quyền cộng sản đưa ra đã cho thấy sự hài hước và chứa đầy đủ nghịch lý trong từng câu chữ. Có lẽ nhiều người còn nhớ chính qua các đời tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay vẫn chưa ai định nghĩa được như thế nào là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa và chính nông đức mạnh người đã từng giữ hai nhiệm kỳ chức tổng bí thư chức vụ cao nhất của đảng cộng sản việt nam đã nói rằng chủ nghĩa xã hội là gì thì dần dần sẽ được làm sáng tỏ cũng chính tổng bí thư nguyễn phú trọng của đảng cộng sản việt nam đã nói rằng cho đến hết cuối thế kỷ này chưa chắc đã thấy chủ nghĩa xã hội Điều đó có nghĩa rằng cho đến nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới chưa xuất hiện cái gọi là chủ nghĩa xã hội Điều đó cũng có nghĩa là cho đến nay cái gọi là chủ nghĩa xã hội vẫn là một thứ bánh vẽ, là sản phẩm của bộ óc hoang tưởng kinh niên tạo ra lừa bịp thế giới mà chưa ai có thể hình dung được hình hài của nó ra sao. Thế thì cái gọi là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nước nào? Đó là một thực thể không hề tồn tại và cũng chính vì thế, không thể có một nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như hiện nay. Vậy thì việc gán cho người dân chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là việc hoàn toàn vô nghĩa, bởi chẳng ai có thể chống lại cái không tồn tại trong thực tế. Thực tế của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó là gì? Thực chất đó là một tập đoàn cai trị được dựng lên bằng súng đạn, bằng cướp chính quyền và bằng cai trị người dân bằng bạo lực, bằng họng súng và nhà tù cái gọi là chính quyền đó thực chất là một tập đoàn tiếm quyền cướp ngôi dựng lên một chế độ độc tài phản dân hại nước và với một chính quyền phản dân hại nước một chính phủ không phục vụ đời sống của người dân mà chỉ lo hèn với giặc ác với dân hung dữ với nhân dân thì chính hồ chí minh đã nói rằng người dân có quyền loại bỏ chính phủ nếu như chính phủ không phục vụ cho nhân dân Vậy thì chính những người, những việc mà nhà công quyền Cộng sản Việt Nam đã và đang làm tự nó đã nhổ tuệt vào cái gọi là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và càng làm rõ hơn rằng đó chỉ là một phong trào lừa bịp không hơn không kém. Với thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, anh đã làm gì nên tội? Anh là một người thầy giáo mẫu mực, một người cha, một người chồng chăm chỉ, trung thủy và hết lòng không chỉ gia đình mà còn là người biết đau nỗi đau chung của cả đất nước, cả dân tộc, biết chia sẻ những khó khăn, những đau khổ của người nghèo, người bất hạnh trong xã hội. Là một thầy giáo, anh biết dạy cho con em những giá trị làm người, dạy cho họ biết giữ gìn, chăm lo cho gia đình, xã hội. Và trước hết là biết đòi quyền sống, quyền tự do, quyền con người cho chính mình, cho nhân dân và đất nước mình cũng như biết gìn giữ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ bảo vệ những giá trị thiêng liêng mà từ hàng ngàn năm nay người dân việt nam đã xây đắp nên bằng xương của bao nhiêu thế hệ vậy nhưng những việc làm của anh những việc làm mà cả xã hội khi biết rõ đều thừa nhận là việc làm tốt hợp đạo lý của lòng người phù hợp với luật pháp và nhà chính nhà cầm quyền đưa ra lại là những hành động chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Vậy cũng có nghĩa là cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực chất là đại diện cho những sự vô luân, vô pháp, sự táng tận lương tâm bởi thói ích kỷ, hèn hạ và nhằm cướp đoạt càng nhiều cho sự ích kỷ của bản thân, phe nhóm, đảng phái mà quên đi tổ quốc, nhân dân và dân tộc. Cựu chiến binh Trần Đức Thạnh, người đã từng cầm súng phục vụ chế độ Cộng sản không tiếc máu xương, hy sinh cả một đời trai trẻ của mình cho cuộc chiến mà đảng phát động, đó là cuộc chiến nồi ra nấu thịt nhằm thỏa mãn cho sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản mà đảng đã chủ trương nhằm thực hiện nhiệm vụ quốc tế cộng sản. Kết quả của cuộc chiến đó là sự xâm lược Việt Nam Cộng hòa, một chế độ một đất nước được quốc tế công nhận Thế nhưng, khác với những đồng đội của mình đa số thiếu nhận thức và mù quáng đến mức không nhận ra sự thật, hoặc có nhận ra sự thật nhưng cái hèn, cái ngu dốt, sự sợ hãi vẫn ngự trị nên chẳng bao giờ dám nói ra những sự thật mình chứng kiến trong đời sống xã hội. Là một người lính từng được giáo dục đào tạo thành chiến sĩ, sĩ quan quân đội với những bài học những tư liệu mà qua đó hình ảnh của các chiến sĩ đảng viên cộng sản được tô vẽ lung linh, mọi thứ dính đến họ đều đẹp đẽ, đều là đạo đức, đều là văn minh. Ngược lại cũng chính đảng giáo dục của ông rằng mỹ ngụy là những thế hệ những thế lực bẩn thỉu, tàn bạo và bất lương. Thế nhưng trong thực tế những điều ông thấy đều trái ngược lại. Tác phẩm hố chôn người ám ảnh của anh là một tập tư liệu viết lên sự hết sự thực hết sức tàn bạo khát máu và tán tận lương tâm của quân đội cách mạng bộ đội cụ hồ đã làm không chỉ một người mà cả dân tộc giật mình khi sự thật bạo tàn được hé lộ đó là cuộc tàn sát tập thể hàng trăm đồng bào mình bởi chiến sĩ giải phóng Thế rồi ông đã phải vào tù và chính những nhận thức và dám nói ra những sự thật đó hết vào tù lại ra khỏi tù nhỏ để sống trong một nhà tù lớn. Anh sống trong một sự quấy rối, chèn ép, theo dõi, hành hạ và trả thù một cách đề tiện bằng nhiều biện pháp bỉ ổi của nhà cầm quyền Cộng sản. Thế nhưng, anh vẫn không chấp nhận cúi đầu, không chấp nhận chịu nhục, vẫn đau đấu với vận mệnh của non sông đất nước với cơ đồ mà cha ông đã hàng ngàn năm xây đắp, gìn giữ cho đến ngày nay đang hiện hữu một nguy cơ bị đám tay sai đem bán cho giặc tàu. Bởi vì chính điều đó mà anh đã ra đi cầm súng, dám hy sinh cả tính mạng của mình với niềm tin rằng để gìn giữ non sông, để người dân được hòa bình ấm no và hạnh phúc. Và như vậy là anh đã lật đổ chính quyền nhân dân, vậy cái gọi là chính quyền nhân dân ở đây là gì là gì nếu không phải là sự dối trá lừa bịp đối với mọi tầng lớp nhân dân mà ông là người đã ngộ ra trong thực tế là gì nếu không phải là thế lực thờ phụng ngoại bang nối giáo cho giặc cướp chiếm giang sơn tổ quốc mà ông là người quyết tâm chống lại là gì nếu không phải là thế lực đang đè đầu cưỡi cổ nhân dân mà ông là người đấu tranh chống lại để người dân được sống được tự do hạnh phúc Hài hước thay khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt anh qua hệ thống báo chí nhà nước những cái gọi là tăng vật vụ án được đưa ra trước công chúng là chiếc lam tốt từ thời thủa tám hoánh nào đó chiếc điện thoại cục cạch và vài cuốn sách Người ta nghĩ rằng một chính quyền tự xưng là đỉnh cao trói lọi là bách chiến bách thắng là của dân do dân vì dân với đầy đủ mọi mỹ từ cao đẹp nhất là vinh quang là chính nghĩa và thường đem khoe khoang trước dân chúng những thiết bị hiện đại, những công cụ trấn áp tiền tiến nhất được mua sắm không tiếc tay bằng tiền thuế của dân. Thế nhưng, lại có thể bị lật đổ bằng những chiếc điện thoại cục gạch và những chiếc máy tính đã hư hỏng bởi một ông già tuổi gần 70. Qua những điều người ta thấy khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã hiểu diễn trước sau chúng trong thời gian qua. Đặc biệt là qua những vụ án này, người ta thấy rõ một điều, sự trả thù hèn hạ. Sở dĩ thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh đã bị trả thù chỉ vì anh không chấp nhận cúi đầu, không biết quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại và chăm lo cho bộ da của mình. Là cách sống của loài sói lang theo định nghĩa của chính các mác, người đẻ ra cái tư tưởng cộng sản. Anh bị trả thù chỉ vì đã biết hy sinh cho người khác, biết đau nỗi đau của những người dân nghèo hèn, thấp cổ, bé họng. Anh bị trả thù chỉ vì hướng dẫn cho con em biết đòi cho mình quyền sống. Và điều đó làm tổn hại làm lung lay cái ngai vàng của chế độ hiện nay. Còn Trần Đức Thạch, ông bị trả thù chỉ vì ông đã biết nhận thức được sự thật, biết tư duy bằng trí óc của một con người, không chấp nhận im miệng ngậm tâm chỉ để lo cho chính quyền lợi của mình mặc cho những oan hồn vất vưởng bị giết hại. Ông bị trả thù chỉ vì đã nói lên sự thật, đã lên án, tội ác, đã tẩy trời, trời không dung, đất không tha của một nhà cầm quyền đã coi dân mình như có rác, sẵn sàng giết hại tất cả nhằm phục vụ lợi ích của bản thân, gia đình, phe nhóm và đảng phái của mình. Ông bị trả thù chỉ vì ông đã không chấp nhận làm tay sai ngoại bang, không đồng lòng với việc bán nước, những người cuối tháng 4, những ngày cuối tháng 4 và những người trong thế hệ của chúng ta hôm nay kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam bị dìm trong biển máu và nước mắt những hành động của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với dân mình chỉ nói nên một điều bản chất đề tiện và hèn hạ của người Cộng sản không bao giờ thay đổi Hãy thôi gọi 30 tháng 4 là ngày giải phóng Ngày giải phóng là tên gọi mà chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc dùng để chỉ ngày 30 tháng 4 khi giành được chính quyền của Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam và thống nhất hai miền của đất nước. Từ góc nhìn của Việt Nam Cộng hòa, 30 tháng 4 không những là không phải là ngày giải phóng mà là ngày quốc hận hay ngày tháng tư đen. Giải phóng từ này có nghĩa là làm cho được tự do, làm cho thoát khỏi địa vị nô lệ hay tình trạng bị áp bức. Theo đó, để miền Nam được giải phóng, miền này phải ở trong địa vị hay tình trạng ấy, nhưng trong 20 năm tồn tại của Việt Nam Cộng hòa, miền Nam chưa bao giờ là một miền như vậy. Miền Nam đã là một miền tự do và Việt Nam Cộng hòa đã là một quốc gia có chủ quyền, có khả năng tự quyết. Do hoàn cảnh đặc thù Việt Nam Cộng hòa là đồng minh của Hoa Kỳ, còn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là đồng minh của Liên Xô và Trung Quốc đã đối đầu trong cuộc chiến đầy cam go. Đó là cuộc chiến ý thức hệ giữa một bên theo chủ nghĩa cộng sản và một bên theo chủ nghĩa tư bản. Bên thắng cuộc sau giải phóng đã áp đặt chủ nghĩa cộng sản cho toàn bộ đất nước. Dù chủ nghĩa nào thắng thế, cuộc giải phóng đã dẫn đến cái chết của hàng trăm ngàn người ở hai bên chiến tuyến. Một lối đi khác hòa bình hơn, thống nhất hơn không đổ máu vì nhiều lý do đã không được lựa chọn. Đó là lịch sử mất mát của chúng ta, không thể thay đổi song điều mà chúng ta có thể thay đổi là thái độ đối với hai ý thức hệ và cuộc chiến. Chủ nghĩa cộng sản theo thời gian đã được thấy rõ là một ảo tưởng, một giấc mơ không thành của loài người. Việt Nam ngày nay đã không còn theo đuổi cộng sản nữa. Với thực tế đó, chúng ta cần thừa nhận sai lầm khi đã lựa chọn chủ nghĩa cộng sản cũng như sai lầm khi đã gây ra cuộc chiến ý thức hệ và vì vậy gần cần phải chấm dứt niềm vui chiến thắng kéo dài suốt 45 năm qua. Cùng với đó, chúng ta hãy thôi gọi đây là ngày giải phóng, thay vì thế chúng ta chỉ gọi đây là ngày thống nhất đất nước mà thôi. Ngày thống nhất phải là ngày mà chúng ta nhìn lại quá khứ để thấy sai lầm của mình và tự nhủ không lặp lại. Đây cũng nên là ngày hàn gắn các vết thương và nối liền những đứt gãy. Lý tưởng mà miền Bắc đã theo đuổi hầu như đã bị bỏ lại và Việt Nam hiện nay đang theo đi theo chủ nghĩa tư bản mà miền Bắc một thời đã quyết liệt chống đối lại nó. xong. Trong khi thừa nhận chủ nghĩa cộng sản là một sai lầm và giờ đây đi theo chủ nghĩa tư bản, chúng ta cũng cần nhận chân rằng chủ nghĩa tư bản mà hầu như toàn bộ thế giới đang đi theo cũng có những vấn đề nghiêm trọng. Chủ nghĩa tư bản mặc dù đã có sự biến đổi về chất để phù hợp với thời đại, song đang đứng trước sự xét lại của những các khủng hoảng ngày càng dồn dập, nhất là về môi trường trong hiện tại và cả tương lai. Nhận chân được nhiều điều đó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh hay tìm ra được con đường phù hợp để Việt Nam có thể vượt qua khủng hoảng một cách ngoạn mục, đồng thời có thể phát triển một cách bền vững, hài hòa và trở thành một quốc gia đáng sống. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi